Anh lấy về rồi nha, thôi bye bye anh về nha, nên mưa anh về sớm. Ai đổi từ từ cái cuộc sống mới tích cực chứ bây. Đó là tưởng cái gói còn nằm trên cái cây á. Nó thấy không cơ, lúc đó thấy không? Bây giờ đây mua gì vậy? Mua cờ quá rồi cho Bi nữa nè. Hai Bi đưa hai ông ta là lấy gì vậy? Tầm 3-4 ngày là hết một chai còn quý vị. Mỗi lần đi mua từ một chai đến hai chai nửa lít và một chai một lít quý vị. Ủa hai chai cộng đó là nhiêu tiền Bi? Bi hình như chị này bán rẻ hơn cái chỗ kia hả, đúng không? Cái chị kia bán một chai cộng là bao nhiêu tiền, chị này bán nhiêu tiền? Mua tới hai chai cộng luôn, trời ơi mua xài dữ vậy. Anh chứ để anh chờ em lâu rồi gì nữa anh dạo. Cái đó Bika mà sao anh biết cái bản sao nhạc anh có Bi? Để em chờ thương anh cứ để em đợi anh hoài. Bi sáng tác nhạc anh có biết bài đó đâu? Yêu anh cô hát cơ hò, em đang không rảnh hát hò bên anh. Nay Bi yêu ai, yêu là yêu yêu đời hay gì? Bi làm thơ hát nha. Bi có cái này đẹp quá trời. Thôi đang đang đẹp gái mà, đẹp gái rồi phải cho anh quay chứ. Ờ Bi. Đi lại đi thôi, tắt có coi hoài không mà quay. Có người ta xem Bi nhiều mà. Bi ơi, anh thấy cái tủ em rất là nhiều đồ quá trang luôn đó. Cho anh xem phá được không? Trời ơi nhiều đồ vậy Bi. Trời ơi Bi quá trời đồ luôn á. Giờ cái đó là Bi có cái đồ nào quá trang nữa không? Con gấu là Bi ôm ngủ hả? Hay Bi Bi có nhiều nón quá ta ơi. Cái này với em mà tiếp tới là cái này, tiếp tới là cái này và tiếp tục là cái này của em, và cuộc đời tiếp tục là cái này à, và tiếp tục là cái này. Bi cho anh hỏi, Bi cho anh hỏi là cái chai sữa này cuối cùng là cái này đẹp nhất cuối cùng của em à, cái đó là Bi dùng để đứng là một nè, đứng hai nè, đứng ba nè. Ơi đứng ba là này, đứng tư là này à, là Bi những cái món Bi thích đó hả? Cái đó cái xanh xanh đó là em chỉ là cái gì vậy Bi? Vì mấy chất này không thể thiếu đi khi mà đi chơi được. À cái đó là những cái dụng cụ làm đẹp cho Bi hả? Đứng sáu cái này. À rồi Bi, hôm nay anh mới biết bí mật của Bi đó nha. Đi ra ông nội nồi cơm. Đi về, tắt đi. Tắt lẹ đi, mở đèn lên nè. Rồi em mở đèn đi, mở đèn đi rồi anh tắt cái đèn flash. Rồi. Có là sáu cái món là Bi đi chơi là Bi về làm đẹp đúng không? Mà Bi ơi. Được rồi tắt đi, đừng có quán nữa. Rồi. Hôm bữa em hứa, nãy em hứa cho anh cái gói, bây giờ anh lấy cái gói về nè. Anh vào nó hoài xấu rồi, tắt đi anh vào. Tắt chưa? Rồi Bi đẹp mà, đem cái này lên đẹp gái mà tắt bữa nào nào. Đi chơi Noel hay sắp tới lễ hội gì anh chở đi chơi. Ở Bi, hôm nào đi sở thú chơi không? Hay đi đầm sen chơi anh chở đi. Tắt đi rồi em về. Chủ nhật này đi ra sở thú chơi không? Nha, đi sở thú chơi nha, mang cái này đi, đeo cái này vô sở thú chơi. Trời anh đi chưa? Bi nãy Bi làm thơ gì làm lại cho đi, lúc đó anh chưa bấm máy quay kịp đó, nãy Bi đọc hay quá. Thôi nãy anh không quay thôi, tôi đi về rồi. Anh tưởng quay rồi, nãy Bi quên bấm máy quay. Đi về mất tiêu rồi. Bi, chủ nhật này đi sở thú chơi không? Đi vô đi đó là đi mình đi đi tham quan thú đó, cũng có nhiều trò chơi lắm á. Mà Bi muốn đi công viên nước đầm sen không Bi? Thôi đừng có xịt anh. À cái chai còn là Bi thích thứ mấy này, nó quên rồi ta. Cái này đứng thứ ba nè. À thì thứ ba. Cái món nào thứ nhất ta? Món thứ nhất là món cái nội. Cái nào? Thì nhỏ tay lớn á. Bỏ vào thứ nhất của em nè. À cái đó là em thích nhất hả? Con đó, con đó con gì cho anh xem được không? Con đó con gì vậy? Giống con chó vậy? Con gấu màu hồng đi. Con gấu màu hồng hả? Này cho anh xem mặt con gấu đi. Ủa con khỉ mà Bi, à con gấu hả? Sao Bi không lấy ra để tối Bi ôm ngủ nó ngủ Bi? Cái này là quà lúc nhỏ của em á, nhà em còn nhỏ tới giờ đó. À. Không có ai thương em bằng nhỏ. Giờ ai? Bây giờ em vẫn thấy mình chưa tìm được người thương em bằng em còn nhỏ luôn. À con Bi thương con gấu này từ nhỏ, mà con gấu này ai tặng cho Bi, hay Bi mua vậy? Con gấu đó ở đâu Bi có? Câu hỏi làm gì thì tôi quay gấu dài quá. Tắt đây.
góc tủ hả? Anh vào để đâu á, tao không coi, tắt giùm cái coi. Mấy ông già này học cũng vậy, hồi đó chửi không nhầm. Tắt là Vi mới tháo cái này ra được đúng không? Tháo ra đi, cắt đi. Rồi. Là tên xử lý cái gói nè. Ông xử lý ông giờ sao ông quay clip tôi xấu quá vậy? Ông tắt chưa? Đẹp nè, muốn coi hơn cho coi xem lại nè nha. Nghe anh xin cái gói, vậy hứa cho anh cái gói rồi giờ anh lấy cái gói anh xong anh mới về chứ. Nghe không mới làm cho anh vợ cái gói cũ đi, bỏ bịch chơi đi. Nha Vi. Dạ, lâu rồi đó giờ Bi không tặng anh đó. Trời, đặt mây xanh thân mây xuống chơi. Không có thêm cái di động nữa, mở nhạc lên chơi, ngán quá anh dạo tắt đi đừng chơi nữa. Em hôm nay thấy buồn nhớ anh nhiều hơn năm trước. Em đang hơi ô thì đưa tay đây anh nắm. Cho đi đám cưới tới ngày 2 có ai đi. Sao lúc nãy mình đi đâu à? Bỏ gói vô. Lúc nãy là đi mua còn rồi đi về để em hứa cho anh cái gói đó, nhớ không? Bỏ gói vô. Anh có quay lại nè, anh có quay nè. Xấu mà quay lên trong đó không có nhìn nó đẹp. Quay hoài ông nội vào rồi tắt đi. Hoài. Đi chơi đâu, có đi đâu đâu, đi đâu ạ? À? Đi đến thăm Bi thì anh xin cái gói về để nãy hồi đó giờ Bi tặng a. À, Bi chưa tặng anh cái gì, nay Bi tặng anh cái gói để tối về anh nằm coi. Bi lấy ly ăn cơm hả dạ Bi? Lấy cái gói của Bì nha, cái gói này rất là ai. Lấy cái gói đi về. Rồi lấy cái gói rồi coi phản ứng thế nào. Vô cô hỏi rồi cái gói vào lấy về rồi mất tiêu rồi nha. Gói Bì em lấy em để thử đây để xử coi cái phản ứng của Bì như thế nào. Từ từ để coi phản ứng thế nào cơ, cứ để coi nó phản ứng đi, nó mất cũng phải chịu rồi, để từ vậy anh nó bậy hoài nó gói vô đây anh lấy về rồi nha, thôi bye bye anh về nha, nè mưa anh về sớm không tìm gói đây nè, có cái gói chị kiểu em trong đó đó, đi thôi đừng có đi vô đây, đây anh đi vô. Cái gói trong đây nè Bi, cái gói mới mua cho em nè. À cái gói trong đây nè, anh để gói trong đây cho em nè đi. Phải thay đổi gói mới gói mình nằm chứ Bi, phải có sự thay đổi chứ. Mình thay đổi từ từ cái cuộc sống mới tích cực chứ Bi. Đó, lần này Bi cho anh cái gói anh mừng quá trời. Bi vô. Đi vô lấy gói mới nằm đi Bi. Đi vô đi để chờ. Đi mua vậy để mua ông nữa đi. Cô lấy đi. Bây giờ lấy mấy cái mới nằm đi, cái gói cũ anh bỏ trong cốp xe anh về anh làm nước mắm rồi. Đi đi. Đi nha. Đừng quay nữa, về đi. Rồi đi vô đi, trời mưa rồi, vô đi anh về. Về đi tôi vô. Sao này lạ, thật bữa nữa anh về mà. Về đi. Mày lấy cái gói mới nằm đi, tối không có gói sao nằm. Anh vào đi về, anh vào phá. Anh lấy cái gói Bi có buồn không? Hay Bi vui? À. Hả? Gì? Anh lấy cái gói của Bi đi về làm nước mắm rồi Bi có... Đủ má, tao muốn là tao không giỡn nữa. Nãy giờ ba muốn hôn, muốn hôn rồi đi về đó. Rồi em lấy cái gói mới đó nằm đi. Rồi cho nha. Thôi ba hôn gói em rồi đi về đi, mệt quá. Lấy... để cái mới em đỡ tốn tiền. Em nhẹ đầu. Để anh mua cho em cái gói nữa, lấy cái gói này nằm đi. Mai nếu em nằm rồi anh sẽ cho hư gói, anh cho gói mới nữa. Thôi đi. Lấy anh cho anh nằm đi, bỏ cho anh thấy đi rồi. Lấy rồi. Lấy rồi đi. Cái gì vậy? Sau này bên Bi hiền quá vậy? Bi. Trời ơi. Sau này Bi hiền với anh quá vậy? Mệt quá anh về đi, khuya rồi đó. Rồi anh về nha, bye Bi nha. Bye. Cái gối này khi mà nóng được đít người khó ngủ lắm, phải đi ra ngoài. Cái mồ hôi mồ kê. Mua cái gói mà có cái gói mới của nó cô cô mua cái bao gói á, cô chùm vô khi nào mà nó mà nó dơ cô lén cô lấy cô đi giặt nên nó không biết.
để đi đốt cho nó cháy luôn đi, để nó thấy là không cháy hết là nó ra lấy nữa. Là nó tiếc là nó chửi á, thà nó cháy hết luôn. Cô đốt lại, đang nó tắt lửa cô ơi. Thì như nãy lúc nó là tưởng cái gối còn nằm trên cái cây á. Nó thấy không cô, lúc đó thấy không? À, hàng chi là nãy vô nó nhảy nhảy. Nó bỏ cái xe rồi hết nằm rồi là. Hình như cái tưởng nãy để trên cây nữa, nó thấy chứ. Rồi là cái gối này trái để bị xử lý cái gối rồi xong gối thiếu nữ. Cái gối rất là dơ. Đi ra chứ anh chè ha. Thôi đi chè mấy chục ngàn. Thì chè mấy ngàn. Thì anh trả cho Bi. Bi ăn chè ăn chân châu thôi không đi. Anh chở đi ăn chè. Bi muốn đi đâu anh chở đi. Đi đó. Tiền có nè, sợ anh hết tiền ha. Bi anh mỗi lần anh mua đồ ăn gì cho Bi là Bi sợ hết tiền không à. Anh hết tiền anh không xuống với rầy Bi nữa, chịu không? Đi đâu vậy? Cái gì vậy? Dắt xe anh đi đâu vậy? Đi đúng không em chở anh hả? Anh phá cổ rồi, anh phá cổ, né đó Bi. Để anh mở cổ ra nè. Phá cổ sao dắt được, sao nay mạnh vậy? Nè anh mở cổ ra nè, đi đâu vậy, đi đâu anh chở đi ăn chè nha. Ok, nay tiếng ngữ vui tươi quá. Anh bất ngờ em luôn Bi. Nay cho được cái gói này giờ vui hả? Đi ăn chè nè, đi ăn về anh chở đi luôn nè. Đi ăn chè hay đi ăn lẩu Thái rồi Bi. Anh nói với em đi làm ăn cái lẩu mini rồi về. Đi. Mưa cơ, về tới nhà cũng còn mưa. Sau này Bi vui dữ rồi ta. À ơ, con gấu đi chơi nữa. Rồi đi nè. Con gấu đi ăn chè rồi, ok. Bi ăn chân châu đi. Trà sữa chân châu không? Bi ăn bánh tráng đúng không? Rồi Bi ăn gì nói chị làm. Uống gì nữa không? Nè em ăn đi. Chán chiên không? Không hết tiền rồi. Hết tiền gì? Anh có tiền cứ ăn đi. Gỡ khẩu trang ra đi. Gỡ trang ra nói chuyện với nghe. Đúng rồi. Bi ăn gì nữa? Uống gì nè? Uống Milo không Bi? Có đồ uống rồi. Có đồ uống nhà hả? Ừ. Đi. Bi muốn đi ăn chè đúng không? Mà trời mưa, chuẩn bị mưa mình đi xa quá mà. Nè Bi ôm con gấu màu hồng ra đường luôn nè. Bi thích con gấu này đó hả? Tối nay ôm gấu ngủ nha. Con gấu này ai tặng cho Bi vậy? Anh nhậu uống gì không? Bi uống gì không? Muốn nước gì không? Em có nước gì uống ở nhà vậy? Biếng trà sữa chân châu không? Sao Bi không thích cái món trà sữa, Bi thích ăn chè hả? Anh uống trà sữa đi. Thôi anh không uống trà sữa mập lắm. Mập anh thôi, đang muốn giảm luôn. Cân. Trời đi rồi. Anh mệt rồi. Trời. Xuống đi, đúng rồi. Bi lại Bi coi ăn gì nữa kìa. Thôi dừng ngồi đây chơi không? Đó lại ăn cá viên chiên gì không? Lại ăn cá viên chiên đi, ăn giặt chút đi. Lại chị coi nè, trời sắp mưa rồi nè, má không hết nè Bi. Thôi không ăn đâu, hoài ngoài ngồi lắm rồi. Sao giờ này Bi kén ăn quá vậy? Nãy anh định dạ. Đi ăn bún ăn vịt gì không? Ăn lẩu Thái kìa. Thôi. Em thích ăn rau mà đúng không? Mấy cái đồ chi hôm qua Bi cũng mới ăn cá viên chiên nhà mà quên. Đang ôm con gấu đẹp mà trên quan chút. Bi cứ lấy gậy rồi anh trả lại cái gói cho Bi nè. Tôi không lấy đâu nội. À cho anh cái gói luôn rồi hả? Ờ.
cái gói thích của Bi. Mino nè. Mino là gì anh không hiểu từ Mino. Mino là nô Mino. Nãy định đi mà trời mưa đó. Hôm mai anh mua đậu cho Bi nấu nha. Thôi. Hôm bữa. Ông dắt tôi đi vòng vòng vậy. Từ chân mấy năm nữa luôn. Mai mua đậu cho Bi nấu chè nha. Mua đậu xanh. Với hôm qua biểu là mua đậu về cho em nấu chè mà. Đậu quay nữa. Nấu không? Bữa nào nấu em cho chị ăn nha. Đi Bi. Thôi, rảnh đâu. Sao rảnh? Tại nãy không có ăn chè mới đi á, chứ không ngồi một đây đâu. Mẹ em hỏi em ăn chè không, em đi em chở rồi, đi chứ. Tại ông nói ngủ đi ăn chè, em ăn chè á. Mà ông nói em mới đi. Mà ông chạy vòng vòng đây không có quán nè. Đi về, đi về. Rồi để chị làm xong đi về. Chị làm nè, nóng. Sao đi vòng vòng ôm đồ chơi mấy năm tôi đi ham ăn dữ vậy trời. Tôi đâu đưa nhà, tôi đâu có đi ăn đâu. Ăn hồi sau ăn đi vô. Vậy hồi chiều giờ đi ở đâu mà gặp anh về chở con về. Hả? Bi. Ừ? Nhìn đây nè, nhìn đây nói chuyện nè, nói bởi chị không có nghe. Chơi. Rồi hồi chiều giờ cứ đi đâu? Đi chơi. Đi chơi hả? Đi từ đâu? Đi ra bạn chơi hay là đi chơi đâu? Đi chơi rồi. Nhìn đây nói chuyện chị mới nghe chứ nhìn bển chị không có nghe. Này bây giờ cắt con gấu vô hả? Bi đâu vậy? Đem gấu ra nè hả Bi? Nãy giờ nãy hỏi trả cái gói lại nó chịu không, nó hơi anh lấy luôn đi. À để đít ngồi là nó không lấy hả cô? À vậy hả, là ai để đít là nó không lấy hả? Bây giờ trả gói em lấy không mở? Không, tôi không lấy đâu. Đó, nó không lấy nữa không? Bởi cô phải xử lý những trường hợp với cô phải xử lý quyết liệt như vậy để cho sự thay đổi. Nó ý thức được mỗi cái tình huống một chút. Cô có gói chưa? Nằm lại đi, mai chồng cái gói vô rồi vô đem đi giặt. Cho mẹ em uống đi, anh uống. Lúc trước Bi hay đưa đồ cho mẹ uống lắm mà. Đem bánh tráng hả? Bánh tráng thì ăn đi. Thôi em ăn đi, em mua em ăn đi. Thôi, ai mua người đó ăn chứ. Nè anh vụ. Cho Bi mua mà Bi ăn đi, anh Bi thèm bánh tráng cái ăn đi, anh lá anh về anh cơm mà. Chứ nãy anh ăn bánh mì rồi Bi sợ anh đói hả? Nay không có đồ ăn trong nhà sợ anh đói. Cái món này cũng ngon Bi. Ngon hơn chè không? Ăn chè ngon hơn. Vậy hả? Em thích ăn chè gì? Mai dắt đi ăn chè nha. Mai đem cái con gấu bông đó rồi chở đi em đi ăn chè. Nhà xuống không em mua cho em đi chè rồi. Hay là mai em mua ăn chè đậu xanh. Em ok. Ăn chè là nhà, chú. Ừ, rồi để anh mai trên đường đi có chỗ nào bán để anh mua. Còn không có thì em chỉ chỗ gần chỗ em á, anh chở ra. Bi ăn bánh tráng đi. Anh đâu ăn bánh tráng nữa. Sao nãy Bi không đi ăn lẩu thái mini á, anh dắt đi ăn lẩu thái mini cho nó có rau. Lẩu thái mini sao anh đưa tôi 50 được. Tôi đâu ngu. Ăn lẩu thái hết 100 ngàn anh đâu đưa tôi 50 đem về đâu. Thì nãy anh nói là Bi đi ăn anh dẫn cho Bi 50 mà. Không được. Tôi ăn lẩu thái mini anh không đưa tôi 50. Anh lấy tiền trả tiền lẩu hết rồi tôi không có ăn. Chưa biết. À. Thôi em ăn đi. Vậy đúng á, bữa anh vào nãy anh vào Vũ mình đi ăn lẩu á. Mà đúng á, biết sao không? Ăn lẩu là hết tiền
Giờ sao? Không được mình đem 50 đi về đâu. Tố cáo anh hả? Đúng rồi, nên phải đi vòng vòng vũ tiền không vậy á. Không có giỡn. Phải không ham ăn nữa. Cũng có ham ăn hồi đó hết tiền luôn. Là Bi sợ anh hết tiền là mỗi lần anh mời gì Bi ăn gì là Bi không dám ăn. Bi sợ anh hết tiền. Ủa Bi có cái nghịch lý gì nè Bi? Bi sợ anh hết tiền để không xuống thăm Bi, mà khi anh xuống thăm Bi, Bi lại đuổi về là sao? Bi sợ anh đi xuống Bi nhiều là anh hết tiền mà xuống đây là Bi bị đuổi anh về. Lại Bi. Hồi đó tôi là dây đơn hồng luôn không nào. Ngày con nít đó, ngày con nít từ nhỏ tôi là bé dây hồng luôn. Bi ăn lẩu thì anh nó vẫn cho tiền Bi mà, chứ đâu phải là ăn lẩu xong anh không cho tiền đâu. Thôi đi trả 50 đi rồi đi về đi, phá đầu anh hoài. Bây giờ xin thêm 50 nữa hả? Không có, trả 50 đi rồi đi về. Trả 50 rồi trả gì? Mưa rồi. Ồ chết rồi, mưa hồi anh chạy về gấp Bi ơi. Ồ vậy đây. Bye bye Bi nha, trời mưa. Này hôm qua bị mắc mưa sợ quá rồi. Nè đem này vô cho mẹ em uống đi. Thôi uống đi. Nhanh lên. Nè. Thôi. Cái này về luôn nè. Thôi. Nè. Thôi mưa dẹp đi ba em. Nhanh lên. Thôi anh không ăn.